chuyện của Lâm Canh Tân hiện tại không nhịn được cười mà chết cười ở phần bình luận của cư dân mà bộ phim truyền hình Chuyện Hoa Hồng kể về câu chuyện tình yêu của Hoàng Nhất Mi, sự vướng mắc của cô giữa mối tình đầu và tình yêu mới. Hoàng Y Mây là một người phụ nữ rất dám nghĩ dám làm. Sau khi chia tay mối tình đầu Phan Siêu En, cô đã gặp được một người cầu hôn mới mối quan hệ của cô với người cầu hôn mới đang tiến triển thuận lợi nhưng fang xiêuen vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cô sự vướng mắc giữa hai mối quan hệ của hoang y mây phản ánh sự lựa chọn khó hiểu giữa tình yêu và sự nghiệp trong xã hội hiện đại một mặt fang xiêuen là một trí thức hiền lành anh ấy không chỉ rất có năng lực mà điều kiện gia đình cũng rất tốt khi theo đuổi hoang y mây anh ta không chỉ dựa vào sức hấp dẫn của bản thân mà còn dùng ra thế thượng đẳng của mình làm con bài thương lượng anh mong hoang y mây sẽ trở thành một người vợ người mẹ tốt và từ bỏ sự nghiệp điều này khiến hoang y mây rơi vào mâu thuẫn mặt khác hoang y mây có sự theo đuổi và tình yêu mãnh liệt với sự nghiệp cô không sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì tình cảm đối với cô sự nghiệp không phải là sự theo đuổi nhất thời mà là một phần trong quá trình theo đuổi giá trị của bản thân. Cô tin rằng một người phụ nữ có thể có cả sự nghiệp và tình yêu, không cần phải hy sinh ước mơ và mục tiêu của mình vì một người. Sự lựa chọn của Hoang Y Mây đã thu hút sự chú ý và bàn tán của khán giả. Khán giả có những ý kiến khác nhau về sự lựa chọn của Hoang Y Mây và Phan Siêu En một số người cho rằng hoang y mây nên từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu vì sự nghiệp có thể theo đuổi trở lại nhưng tình yêu thì hiếm hoi trong khi những người khác lại cho rằng hoang y mây nên gắn bó với sự nghiệp vì những giá trị và ước mơ của bản thân không thể thay thế được cuộc thảo luận này đã dẫn đến những suy nghĩ sâu sắc hơn về sự cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp cốt truyện trong câu chuyện này giống với nhiều trường hợp ngoài đời thực trong xã hội hiện đại ngày càng có nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp và sự độc lập cá nhân đồng thời không sẵn sàng hy sinh ước mơ và mục tiêu của mình cho các mối quan hệ điều này cũng mang lại cho họ nhiều sự lựa chọn và thử nghiệm hơn khi đứng trước sự lựa chọn về mối quan hệ và sự nghiệp mỗi người đều có những lựa chọn và ưu tiên riêng một số người chọn hy sinh sự nghiệp vì tình yêu trong khi những người khác lại chọn cách bám sát mục tiêu cá nhân và sự độc lập của mình cho dù bạn chọn con đường nào điều quan trọng là phải dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình và kiên định với niềm tin cũng như ước mơ của mình tại sao bởi vì lịch sử chiến đấu của lâm canh tơ đang vang dội những năm đầu đời anh đã một tay chống lại phần suốt 300 hiệp vào lúc nửa đêm, để lại hàng loạt câu nói xúc phạm kinh điển. Người hâm mộ đều biết rằng khi thần tượng của họ tấn công người khác, họ sẽ liên tục tấn công không ngừng nghỉ. Đến nỗi khi người hâm mộ đến tham đội, anh ấy đứng ở tuyến đầu chỉ trích người khác, nhưng anh ấy buồn ngủ đến mức mí mắt nhắm nghiền. Khi tỉnh dậy, anh ấy thấy lâm canh tơ vẫn đang chiến đấu sợ sẽ có cớ để nhượng bộ. Sau làn sóng hoạt động này, Lâm Canh Tơ không những không mất đi người hâm mộ mà độ nổi tiếng của anh còn tăng vọt. Cư dân mạng nói đùa, nếu cả đời tôi có thể lấy được miệng của Lâm Canh Tân thì trên đời không cần lo lắng về việc không có thức ăn. Lần này trong chuyện hoa hồng, Lâm Canh Tơ cập nhật lại thể hiện khả năng diễn xuất của mình, khiến nhân vật Phang Siêu En sống động đến mức khiến người ta ghét anh nhưng đồng thời anh cũng không thể tức giận với bản thân diễn viên khu bình luận rất hòa hợp mọi người đều ngầm hiểu chửi nhân vật cũng được nhưng quên lâm canh tân đi chúng ta không thể mắng hắn ngày nay lâm canh tân đang trong thời kỳ đỉnh cao với tư cách là nghiên cứu sinh tiến sĩ và áp lực cho luận án của anh ấy là vô cùng lớn Cư dân mạng đang tự hỏi hỏa lực sẽ mạnh đến mức nào nếu họ cố gắng khiêu khích anh ấy lúc này. Sợ địch không phân biệt được ta với địch, cả nhóm sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng một lần nữa, đây chẳng phải là sức hấp dẫn của Lâm Canh Tơ sao? Có thể vào vai một nhân vật đến mức khiến mọi người vừa yêu vừa ghét, anh ấy diễn xuất thực sự rất giỏi. Theo tôi, tình yêu và sự nghiệp không đối lập nhau mà có thể có cả hai một người có thể theo đuổi ước mơ mục tiêu trong sự nghiệp của mình đồng thời có được một tình yêu hạnh phúc viên mãn điều quan trọng là sự cân bằng và giao tiếp khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp chúng ta có thể tìm ra điểm cân bằng để cả hai cùng tồn tại điều này đòi hỏi chúng ta phải rõ ràng về các giá trị và mục tiêu theo đuổi của mình cũng như phải giao tiếp và thỏa hiệp với nhau ví dụ bộ phim truyền hình chuyện hoa hồng đã khơi dậy những cuộc thảo luận về tình yêu và sự nghiệp trong khán giả thông qua câu chuyện tình yêu của hoang y mây sự lựa chọn của hoang y mây phản ánh sự lựa chọn khó hiểu giữa tình yêu và sự nghiệp trong xã hội hiện đại khán giả có những ý kiến khác nhau về điều này nhưng điều quan trọng là mỗi người phải dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình và kiên định với niềm tin ước mơ của chính mình trong cuộc sống thực Tình yêu và sự nghiệp không đối lập nhau nhưng chúng ta có thể tìm ra cách cùng tồn tại giữa cả hai thông qua sự cân bằng và giao tiếp. Tóm lại, nhờ Linh Căng Xin mà chuyện Hoa Hồng có sự kịch tính cả trong lẫn ngoài phim. Khán giả sẽ thích thú khi xem phim. Diễn biến tiếp theo của cốt truyện, chúng ta cùng chờ xem Linh Căng Xin sẽ tiếp tục đạt đến cấp độ cạn bá mới như thế nào đồng thời sử dụng khả năng chiến đấu không biết mệt mỏi với người hâm mộ để chiếm được cảm tình của khán giả